đã có mấy bộ tác phẩm cũ hoàn thành tổng cộng hơn ngàn vạn chữ, có thể yên tâm sưu tầm truy xem. Lý Trần Hàng Lâm gì thế, chứng kiến nghe thấy, lộ vẻ kỳ quái, phong cách vẽ kỳ lạ. Tu sĩ chủ lưu nơi này là yển sư môn hạ chi yển giả, am hiểu bách công thuật, khống chế cơ quan khôi lỗi. Tạo ra bí pháp, thiên công kỳ thuật, bách thức diễn cơ, kỳ môn động giác. Các loại thần thông tài nghệ tầng tầng lớp lớp. Kiếm tu, thuật sĩ, võ giả, yêu ma chi lưu, ngược lại thành nhân vật phản diện cùng bối cảnh bản. Thân là người xuyên Việt, Lý Trần tại cái này kỳ quỷ Mỹ lệ tu chân trong thế giới, bước lên chính mình yển giả đạo đồ. Tác giả quỷ thần nhóm thư hữu. 4235592 tiểu thuyết mấu chốt. Yển giả đạo đồ không đàn cửa sổ, yển giả đạo đồ TXT toàn tập đao loạt, yển giả đạo đồ chương mới nhất đọc. Chương 1 Lý Bùi bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được text từ nguồn Trung Quốc. Chương 2 Tha hương vị khách. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được text từ nguồn Trung Quốc. Chương 3 Đóng cửa làm xe. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được text từ nguồn Trung Quốc. Chương 4 Kiếm tu đào nô. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 5 Lô gia lục tinh khôi lỗi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 6 Dẫn tiếng cùng dấu dốt Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 7 Nguyện làm lùm có một tán tu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 8 Chợ phía đông mua tuấn mã Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc Chương 9 Bào Đinh Hiểu Yêu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc Chương 10 Đã ở núi khác Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc